Xin chào toàn thể anh em nhé Chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh của Mai Tuyến Audio Hôm nay bên em sẽ lên sóng cho anh em mã đẩy này Mã vang số này Đấy, Cả mã đẩy nguồn sung luôn hàng thanh lý phòng hát ra luôn nhé Mã đẩy bãi này Mã đẩy bãi thì bên em đang có mã B3 nhé B3 thương hiệu của Đức Rất là nổi tiếng rồi Đứng nhất nhì của hàng âm thanh rồi một thương hiệu quá là cao cấp luôn thương hiệu B3 hàng chính hãng luôn nhá hàng bãi chính hãng luôn các bác nhá mã là G212 các bác nhá con này công suất của nó đạt 750W trên một kênh các bác nhá em về uh, hơn 30 chiếc con mã 212 này nhưng mà đã xuất cho anh em thợ là đã còn khoảng 2, 4, 6, 8, 10, khoảng 12 con nữa thôi khoảng 12 con B3 giờ 212 thôi với con này thì anh em chơi được uh, cả súp nhá. Anh em có thể chơi được một đôi súp 40 côn 100 này hoặc là một đôi full 40 côn 100 hoặc là hai đôi full 30 côn 76 nhá. Đấy, với cái máy 750W này, mấy cái dòng máy B3 của Đức này tiếng thì em bao chất cho anh em luôn, tiếng cực kỳ hay và sáng cho anh em nhá. Đấy, với con này 750W này, đây bên trong đây. Rất là đẹp luôn, rất là nhiều tụ này rất là nhiều tụ và tụ còn rất là đẹp này Đấy, tụ còn rất là đẹp máy này là rất là nhiều phép bù áp này 2 4 6 8 con phép bù áp của một kênh Đấy, thì nó đạt được uh, 750W công suất thực ở chế độ 8 ôm các bác nhé các bác có thể chơi uh, full 30 40 hoặc là súp đơn 5 uh, 40 một đôi súp đơn luôn với cái mã này thì bên em đang chào bán cho các bác với cái giá lẻ là 2 triệu 800.000 đồng bao ship cho các bác toàn quốc luôn Bao ship cho các bác toàn quốc luôn nha Với giá là 2 triệu 800.000 đồng Đấy. Con này thì em bao đẹp này Bao zin này Bảo hành cho các bác 3 tháng Anh em chơi có thể được đổi mới trong vòng 1 tuần Nếu mà bị lỗi các bác nha Đây em sẽ quay phía sau Thông số thông số cục đẩy cho các bác này Thông số nào là công suất rồi uh, mã đẩy đây đây, mã của nó là G212 nhá, chạy điện 230V, 50Hz này. À, công suất ở chế độ 8 ohm 40 mi giây này là 750W, ở chế độ 4 ohm thì sẽ là 1200W trên một kênh. Máy là máy B3 công thương hiệu của Đức luôn các bác nhá, hàng chính hãng thương hiệu của Đức. Đây là hàng bãi hàng ba anh em nhập về còn đẹp long lanh luôn các bác nhé còn đẹp long lanh mặt mũi rất là đẹp cái dòng này thì anh em chưa ai thể chê được cái dòng chất âm của cái con này chất âm của nó quá là đỉnh luôn so với các cái máy uh, class AB class H khác thì con này thì chất âm nó vượt xa luôn các bác nhá vượt xa luôn mà giá lại rất là rẻ với công suất 750W mà có 2 triệu 8 thôi như các cái máy class AB để mà công suất 750W thì giá của nó dao động khoảng trên 3 triệu rưỡi các bác nhé quá rẻ luôn con B3 này có 2 triệu 800 nghìn thôi mà các bác đã được miễn phí ship nguyên phí ship đã rơi vào khoảng hơn 200 nghìn rồi Đấy, thì vậy chi là các bác chỉ bỏ ra có 2 triệu à, mua con này có giá có 2 triệu 6 thôi chưa đến 2 triệu 6 quá là rẻ luôn mà hàng em bao zin này bao đẹp này bao chất cho anh em luôn nhé em bao chất cho anh em luôn không hay không lấy tiền luôn máy này còn chính hãng của thương hiệu B3 quá nổi tiếng rồi anh em nha tiếp theo là một lô đẩy Kaku hàng chính hãng nhé Kaku mã DB 500 với con này là công suất 600W trên một kênh anh em chơi một đôi full 40 côn 76 từ 19 dư sức luôn mát mẻ luôn các bác nhé con này chạy bốn quạt này tỏa nhiệt này 4 quạt tỏa nhiệt nên máy chạy rất là mát 8 tụ 8 tụ 63V 63V 6800mi Biến áp rất là to Biến áp đồng luôn nha Biến áp đồng rất là to Lô này em về nó đẹp long lanh hết các bác nhé Đây, Anh em nhìn mặt mũi này sáng sủa hết Con nào con ấy đều đẹp long lanh hết nhá với cái con máy DB500 này, bên em đang chào bán với giá là 2 triệu 600 000 đồng sẽ được bao ship toàn quốc cho các bác nhá máy bao zin bao đẹp luôn cho các bác đây linh kiện này linh kiện cắm nhá và có một vỉ uh, lăng tiếng ở phía sau máy này hay hay ngang ngửa mấy cái dòng B3 208 nhá ngang ngửa mấy cái máy chất âm ngang ngửa mấy cái dài máy của B3 của Đức luôn Đấy, dòng Kaku nhá DB 500 2 triệu 600.000 đồng bao ship cho các bác toàn quốc nguyên cái con này phí ship của nó là rơi vào khoảng hơn 200 rồi con này nặng con này nặng nên là phí ship của nó rất là đắt Đấy vị trí là các bác chỉ bỏ ra có giá có 2 triệu ba là Hơn 2 triệu ba là đã mua được con đẩy uh, xịn này rồi Con đẩy này rất là xịn luôn Mặt phay nhôm này Đẹp long lanh như mới luôn các bác nhé Hàng bãi mà đẹp như thế này Anh em nhiều khi anh em lại tưởng hàng mới Quá là đẹp luôn Giá chỉ có 2 triệu 600 nghìn đồng nhé Em bao ship toàn quốc cho các bác luôn Bao chất âm hay cho các bác Chơi một đôi full 7 uh, 40 côn 76 Căng đét mát mẻ luôn nhé bao căng đét luôn Đấy, hoặc là hai đôi full 30 căng đét nhé con này anh em chơi thì không thể chê được về chất âm của nó luôn kể cả về vẻ đẹp của nó quá là đẹp luôn đây anh em nhìn này đẹp như mới luôn các bác nhé tiếp theo là một lô vang uh, uh, x5 đời đầu nhé thương hiệu audio plan này thương hiệu Villa VT6100 này Đấy, còn đẹp long lanh như thế này này còn đẹp long lanh như thế này con đẩy này chạy à con vang số X5 đời đầu này vẫn chạy máy hai nguồn nhá. 6 ao ở phía sau luôn anh em. Có thể chơi được vào những con đẩy 4 kênh không phải uh, like lai dây nữa. Nó đưa ra 6 ao luôn để anh em chơi 4 kênh luôn. Có hai kênh một kênh súp này, một kênh center và bốn ao ra bộ lép loài nhá. Đấy. Con này chỉnh uh, tay cực dễ này chỉnh máy tính cũng cực là dễ luôn đầy đủ phần mềm, cung cấp đầy đủ phần mềm cho anh em luôn con này chất âm quá đỉnh luôn ECHO gì vợt rất là ngọt anh em mua thì em sẽ set up sẵn cho anh em ba chế độ ECHO để các bác về cứ thế là bật ra là hát thôi không cần phải set thêm còn anh em nào về mà muốn nâng thêm bát hay là nâng thêm tép theo ý tai của anh em thì anh em có thể nâng lên con này chỉnh new rất là dễ luôn các bác nhé ai cũng có thể chỉnh được bên em sẽ có video hướng dẫn chỉnh cho anh em từng chi tiết luôn ở bên trong đấy cái mã của nó là audio plan này dsp 2000i quá nổi tiếng rồi và con villa vt 6100 con này cũng rất là nổi tiếng luôn hàng Vila thì quá là đỉnh rồi audio plan cũng rất là đỉnh con này với cái con vang x5 đời đầu này bên em đang chào bán với cái giá 1 triệu 200 nghìn đồng bao ship được bao ship nha nhưng hôm nay bên em sẽ khuyến mại thêm cho anh em hai dây ca lông được cả hai dây ca lông được cái để kết nối xuống đẩy hoặc là học xuống âm ni các bác nhá rồi em thêm khuyến mại thêm đấy một triệu hai anh em sẽ được tặng đầy đủ dây rắc và free ship tận nhà cho anh em luôn nhá anh em mua thì hãy nhắn tin qua số điện thoại zalo của bên em nhá và chốt mã là ví dụ như mã vang thì anh em ghi là vang x 5 đời đầu và số điện thoại địa chỉ hoặc là anh em mua đẩy thì nào sẽ nhắn cho em là đẩy b 3 g 212 hoặc là uh, kaku db 500 nhắn tin cho anh em nhé tiếp theo là một con đẩy uh, thanh lý phòng hát con đẩy 4 kênh nguồn sung doai cực ngắn luôn ngắn như còn ngắn hơn cả con vang này luôn đây anh em nhìn này ngắn hơn cả con vang luôn nhá với cái con máy này công suất của nó là 1.300 w trên một kênh anh em có thể chơi một chiếc full 40 thoải mái mát mẻ luôn ở trong một kênh nhá con này uh, rất là hay này rất là đẹp với cái dòng máy nguồn sung thì tiếng cực kỳ sáng luôn anh em chơi thì rất là sáng tiếng Đấy. quá là đẹp mà lại gọn nhẹ đút trong tủ kệ không phải cắt đứt gì nữa mà nó quá ngắn luôn nhé ngắn hơn cả một con âm ly như thế này cơ con này máy rất là khỏe này chạy rất là ngọt tiếng nhá sáng tiếng và giá rất là rẻ hôm nay em chào bán thanh lý cho các bác còn uh, 5 con duy nhất nữa thôi thanh lý cho các bác là 4 triệu 300.000 bao ship cho các bác luôn 4 triệu 300.000 bao ship một con máy Clark TD 4 kênh máy nguồn sung Clark TD nhá nên là doai của nó cực ngắn này chưa đến 20cm luôn chưa đến 20cm anh em đút tủ kệ quá là yên tâm luôn đẹp đẽ luôn nhá ghép với vang này mic đẩy là bằng doai luôn rất là đẹp Đấy, con này chỉ giá 4 triệu 300 nghìn bao ship cho anh em luôn máy bao chất cho anh em bao hay cho anh em luôn máy tháo phòng hát này còn rất là đẹp này đẹp như mới không một vết xước luôn Đấy, chỉ với giá 4 triệu ba nhá anh em về chơi gia đình quá là hay luôn bốn quả full 40 căng nét luôn tiếng quá là ngọt luôn nhá sáng tiếng với cái dòng máy tờ, Class TD lại nguồn sung thì tiếng cực kỳ sáng và khỏe nhá chạy điện áp yếu vẫn chạy tốt 150V trở lên là đã chạy ngon lành rồi không như các cái máy nguồn biến áp này dưới 200V là nhập nhèm ngay không thể kéo lỗi như cái máy nguồn sung này dưới 200V vẫn chạy ầm ầm quá là chất các bác nhá anh em xem nhớ ngay cho em xin ngay một nút like kèm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới khi anh em chưa đăng ký kênh nhá để anh em nhận được những video thông báo mới nhất của bên em khi anh em bên em lên video nhé Chúc anh em buổi sáng vui vẻ. Anh em mua hàng hãy liên hệ ngay cho em qua Zalo. Hotline của bên em nhé. Cảm ơn anh em.